hàng trăm y bác sĩ của tỉnh Quảng Ninh và thị xã Đông Triều đã không quản ngày đêm, dồn lực để lấy mẫu xét nghiệm 10.740 trường hợp tiếp xúc gần, từ F1 đến F5. Tính đến 21 giờ ngày 3 tháng 2, toàn thị xã đã tiến hành lấy mẫu 10.740 trường hợp, trong đó F1 là 1.231, F2 là 7.554, F3 là 1.039, F4 là 91 và F5 là 71. Số mẫu đã gửi CDC xét nghiệm là 10.733. Kết quả có 18 ca dương tính, 7.365 ca âm tính. Các trường hợp F1 đã được chuyển tới các khu cách ly tập trung. Các trường hợp từ F2 đến F5 thực hiện cách ly tại nhà theo đúng quy định, đảm bảo không để xảy ra sơ suất, không để dịch bệnh có điều kiện lây lan trong cộng đồng. Các trường hợp này đều được cán bộ y tế đến tận nhà theo dõi, kiểm tra, sẵn sàng xử lý nếu có các biểu hiện bất thường về sức khỏe.